chào mọi người, mình là Master B. Và đây rất vui và hân hạnh gặp gỡ tất cả anh em ở đây và làm MC cho chúng ta. Ta đã đến với Rainfest 2012, đúng không ạ? Thì một sân chơi, một nơi để tất cả các anh em rap việc underground tỏa sáng và biết đâu sẽ là một ngôi sao cho nền âm nhạc hip hop underground của Việt Nam sau này, đúng không? Và chúng ta đã đến với ngày hôm nay là vòng loại 2, 19 tháng 5. Chúng ta có tương đối nhiều các bạn sau khoảng thời gian chờ đợi cũng tương đối lâu thì chúng ta đã bắt đầu được rồi. Trước khi bắt đầu thì Vy muốn nói với các bạn một điều rằng ngày hôm nay dù các bạn có như thế nào nữa thì các bạn nên tự hào chính bản thân mình vì đã là người cất lên tiếng nói trong âm nhạc của chính mình bằng chính con tim của mình và viết ra lên giấy, đúng không ạ? Yeah. Và nếu ta là hip hop thì chúng ta sẽ làm một điều rất cơ bản như thế này. I say hip, you say hop, hip hop, hip hop. I say hip, you say hop, hip hop, hip hop. Và nếu có hater hay tất cả những người nào ghét chúng ta, bắt chúng ta dừng lại và sẽ nói như thế nào? I say don't, you say stop, don't stop, don't stop. I say don't, you say stop, don't stop, don't stop. Yep. Và bây giờ chúng ta sẽ mở đầu bằng một cái một lời có thể nói là chia sẻ rất chân thành đến từ Vy, gọi là một người anh. Chúng ta hãy cùng chào đón cho anh Rap Show. Mấy sân lời của Rap Show. Yeah. What's up Sài Gòn? Yeah. Ok, mình cũng nghe các bạn hát đó nữa khi mà mình gọi Homeboy, Homegirls. Yeah. Now, hôm nay chúng ta đã có mặt rất là đông đủ ở đây. Đã từ rất rất lâu rồi mới có một cái buổi đông đủ như thế này của anh em Hip Hop Underground đây. Kể về một câu chuyện cũ trước đây thì khi mà Rapso hỏi bạn bè nước ngoài của mình là tụi mày có tin là người ta có Hip Hop ở Việt Nam không? Thì bọn nó đã hỏi là không tin. Bây giờ Rapso sẽ hỏi thêm một bạn nước ngoài của mình nha. Hey Hayden. Oh. The cameraman. Now you believe that we have the motherfucking Hip Hop in Vietnam, right? Oh. Say yeah loudly. Yeah. Các bạn nên lấy nó làm tự hào tại vì chúng ta đã có hip motherfucking hop ở đây nè. Yeah. Và bây giờ ok. Chưa. Và bây giờ chúng ta có đây là Rapfest. Rapfest chúng ta tổ chức ra để làm gì? Để dành cho những người có flow như điện, có vần nhiều như từ điện ở trong thư viện. Ok. Mà nếu như á mà các bạn có những cái tổ chức đó thì các bạn có mặt ở đây, đó là điều hiển nhiên tại đây là vòng 2 của Rapfest. Được không nào? Nếu bạn ở trong rap Việt mà bạn muốn tạo sự khác biệt với những vần chát tuyệt thì hát thật lớn lên, tôi muốn nghe tên và nghe tiếng của các bạn nào. Make some motherfucking noise. Ok. Và bây giờ nếu các bạn đã sẵn sàng cho rap fest ngày hôm nay, hãy chào đón ba vị giám khảo chúng ta ở đây. My boy AC.